Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm của chữ âm phở. Đấy, đây âm phở đúng không? Cái này là một âm hữu thanh. Cái này là một âm vô thanh, tức là mình khi phát âm ra từ này, khi mà mình phát âm cái từ này mình sẽ không bị rung cổ họng nhé. Rồi mình sẽ có dấu hiệu này, dấu hiệu nhận biết đúng không? Dấu hiệu nhận biết. Cái dấu hiệu nhận biết là để làm gì? Tức là khi nào cái từ nào mà có chứa cái từ, cái chữ cái này thì nó sẽ viết phiên âm là chữ phờ, thì dấu hiệu nhận biết là chữ FR này, rồi chữ GH này, rồi chữ FF này, hay là chữ gì? Chữ PH. Chữ PH này, đúng không? Rồi bắt đầu cách đọc này. Từ từ chỗ này mình xin nhấn mạnh một chút nhá. Nó là âm vô thanh. Đây âm vô thanh nhá. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách đọc nhé. Mọi người nhìn mình cái khẩu hình miệng trước nhé. Xong rồi sau đấy mình sẽ nói chi tiết rõ hơn cái cách đọc răng hàm trên chạm môi dưới này và đẩy hơi ra thành chữ phờ. Đấy, răng hàm trên. Răng hàm trên chạm môi dưới, đẩy nhẹ hơi ra chữ phờ nhé. Răng hàm trên, răng hàm trên chạm môi dưới này, đẩy nhẹ hơi ra, đẩy nhẹ hơi ra thành chữ phờ đúng không? Thành chữ phờ, chữ phờ, thành chữ phờ đúng chưa? Rồi bắt đầu mình sẽ lấy ví dụ nhé, rồi ví dụ từ số 5 đi, five. Đúng không? Five. Bật kim lên. Đấy, five. Chữ V này. Chữ V và chữ F giống nhau đúng không? Khẩu hình miệng giống nhau, chữ F. Five, five, five. Rồi, tiếp theo chữ life. Cuộc sống, chữ life. Rồi, life, life, life. Đấy, là life, life, life. Rồi từ self, từ bản thân mình ấy, đúng không? Self. Đây, nó viết cũng y chang luôn. Viết phiên âm cũng y chang luôn. Self, 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 self là bản thân đúng không? Rồi tiếp theo từ con ếch là frog. Frog. Nó sẽ viết phiên âm là for a dài đúng không? A dài. Fork. Fork. Đấy. Sorry, for rock. For rock. For rock. For rock. For rock đúng không? Rồi tiếp theo nó sẽ là chữ Facebook. Facebook. Facebook này thì quen rồi đúng mọi người, nó là một cái mạng xã hội. Facebook. No. Facebook. Đây thiếu chữ S, đọc là đã biết thấy thiếu chữ S rồi đúng không? Facebook. 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 Rồi từ tiếp theo chữ staff, nhân viên. Staff. Này nó sẽ là event. Rồi staff. Staff, 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 đúng không? Rồi hoặc là từ gì? Đồ ăn ấy, từ food. Food. Food, 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 food. Rồi, bây giờ nó sẽ là tiếp tục nhé. Enough, đúng không? Enough. Rồi, enough, enough. 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 Đấy. Enough, enough, enough. Chữ phờ nhá. Chữ phờ mọi người cứ để ý mà để cái khẩu hình miệng cho đúng nhá. Đấy, enough, enough,
enough. Rồi từ cười laugh. Đã laugh viết phiên âm đã. Đây laugh l l a a a. Đấy laugh 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 đúng không? Rồi ví dụ từ phone điện thoại đúng không? Phone phone f f phone phone phone. Đấy photocopy 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 copy. Đấy photocopy mình sẽ viết phiên âm là pho, trọng âm số 1 pho cho photocopy copy copy đúng không? Photocopy 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 là mình in sao chép đấy, gọi là sao chép ra đấy. Rồi hoặc là từ pharmacy pharmacy là nhà thuốc đúng không? Pharmacy. Mercy pharmacy đấy. Pharmacy pharmacy hoặc là chữ a gọi là a dài pharmacy pharmacy đấy đúng không? Rồi tiếp tục từ dễ một chút là từ phrase 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 đấy phrase 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 phrase. Rồi từ homophone homophone là có nghĩa đồng âm. Ôi chứ à đây nó xuống dòng homophone đây nó sẽ là trọng âm số 1 homophone homophone đấy homophone homophone phone chữ n là an homophone homophone đúng không? Rồi nhiều ví dụ phát nhạc rồi từ geography là từ địa lý đúng không? Geography geography nó sẽ viết phiên âm là g d ba này g đấy g trọng âm trọng âm là rồi trọng âm là o dài này geography g g geography. Mình sẽ thử nghe cái từ này nhé. Geography. 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 G đúng không? Geography, 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 đúng không? G, geography, geography. Đấy, trên này là pharmacy, đúng không? Rồi, tiếp tục mình sẽ lấy ví dụ về câu nhé. Câu số 1 đấy là have fun. Chúc vui vẻ đấy. Mình sẽ viết phiên âm nhé. Have fun, have fun. Đấy, chúc vui vẻ. Have fun. Rồi câu số 2 là câu I feel a little sick today. I feel a little sick today. Mình cũng viết phiên âm luôn nhé. I feel a little đúng không? Little. Đấy, little chữ tờ đọc thành 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 thấy á thành
little sick today. Sick today. Rồi, I feel a little sick today. Have fun, đúng không? I feel a little sick today. Rồi mình sẽ đọc lại nhé. Mình sẽ đọc lại từ đầu. Rồi, mình không nói lại dấu hiệu nhận biết nữa nhá. Rồi nó sẽ là âm vô thanh này, cách đọc này. Răng hàm trên chạm môi dưới và đẩy hơi ra. Đấy. Ví dụ là five, five, life, self, frog, 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 r, frog. Đúng. Facebook, Facebook, stuff, 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 food, 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 enough, enough. Đấy. Laugh, laugh, phone, phone. Đấy, chữ N ẩn nhẹ một chút nhé. Photocopy, photocopy, photocopy. Đấy. Pharmacy, pharmacy, pharmacy. Đấy. Phrase, phrase. Homophone, homophone. Rồi. Geography, geography, geography. Have fun, have fun. I feel a little sick today. I feel a little sick today. Thank you for watching. Bye bye. See you next video.